Chậu cát rời, một chậu cát rời, một đám ô hợp. Cậu nói năng ngông cuồng quá rồi đấy. Bây giờ cậu không chịu luyện võ, để đến lúc đó bọn họ phải đi cứu cậu à? Tắc ca, thứ cho tiểu đệ nói thẳng, cho dù võ công của mấy người có lợi hại đến mấy, đến lúc xong trận giết địch, nếu không thể thống nhất hiệu lệnh phối hợp lẫn nhau thì sẽ không thể trợ giúp được với nhau đâu. Đánh bọc bao vây, điều động chi viện, võ lực cao cường không hề đồng nghĩa với thực lực của cả đội ngũ. Đến lúc đó trái lại sẽ dễ làm liên lụy lẫn nhau, bị kẻ khác đánh cho nước chảy qua trôi, có đúng không? Âm huynh đệ, ta thấy cậu đã xem thường thực lực của đám huynh đệ này quá rồi. Dài tất nào mạnh tất đấy. Nhớ năm xưa Sở Bá Dương cũng chỉ đơn thương độc mã mà lấy được thủ cấp của thượng tướng. Giữa ngàn vạn quân binh, Bá Dương chẳng phải là cuối cùng cũng đã bị bại ở Cai Hạ, bại dưới tay Hàn Tín giỏi dùng binh pháp sao? Ừ nhỉ, nói không sai, đúng là thế mà. Âm huynh đệ, đúng là ta không hiểu binh pháp gì hết, ta chỉ biết đánh trận. Giết kẻ địch trước mắt, chữ dũng đặt lên đầu. Hỏi bọn họ xem, trừ đại ca ra, ta chưa thua ai bao giờ đâu đấy. Đúng vậy, nếu muốn để cho ta phục cậu, được thôi, tỷ thí xem sao. Đúng, đúng, tỷ thí đi. Nếu mà cậu thắng thì sẽ nghe theo cậu. Nào, nào, tránh ra, lùi lại, lùi lại. Không cần đâu, tiểu đệ võ nghệ tầm thường, không phải là đối thủ của tất cả. Võ nghệ tầm thường mà còn dám giải đời ta? Để ta dạy ngươi mấy chiêu trước đã. Lợi hại đấy, cũng chỉ có chút bản lĩnh đấy. Không tính, vừa rồi ta chưa chuẩn bị. Lại. Hay, lợi hại quá, bản lĩnh đấy, lợi hại. Ông đây đang đánh người giỡn âm mưu cái gì? Ông huynh đệ, cậu không sao chứ? Ta không sao. Vì huynh đệ này cũng chỉ có lòng muốn giúp. Đánh trận là phải coi nhau như đồng bào, giúp đỡ nhau như thủ túc. Tắc huynh nào, huynh đừng có trách huynh ấy. Xin lỗi âm huynh đệ. Âm huynh đệ, ta phục rồi. Ta cũng chỉ là tay chân khéo léo một chút thôi mà. Lực đạo võ công mãi mãi không bao giờ được bì với tất ca đâu. Tất ca sau này vẫn mong huynh hãy chỉ giáo nhiều. Huynh đệ khách sáo rồi, sau này cậu dạy chúng ta luyện binh, ta dạy cho cậu võ nghệ. Tương lai xong trận giết địch, sống chết có nhau. Sống chết có nhau. Sống chết có nhau. Sống chết có nhau. Văn Thúc Quynh, mời. Mời. Đây chính là nỏ mà âm huynh đệ đã vẽ ra, dùng trúc làm nguyên liệu, cho 10 mũi tên vào trong hộp tên, có thể bắn ra cùng một lúc trên chiếc nỏ. Không chỉ bắn được xa mà trên mũi tên còn có một chỗ hõm, uy lực kinh hồn, hiệu quả gấp bội. Được, lập hay lắm. Âm huynh đệ, đây thực sự là đệ tự lập ra ư? Ta đâu có lợi hại như vậy, đây đều là chép từ di quyển của Mặc Gia, ta chỉ điều chỉnh một chút thôi. Thật ra ta cảm thấy huynh đệ của chúng ta đánh đơn độc đều không vấn đề, nhưng lại thiếu sự phối hợp với vũ khí và binh pháp. Đúng, âm huynh đệ nói có lý, chỉ dựa vào vũ khí không thôi vẫn chưa được, còn phải phối hợp cả trận pháp của các tướng sĩ. Đại ca, để thấy nhiệm vụ cấp bách của chúng ta bây giờ chính là dạy các tướng sĩ công phòng liệt xa. Được, tam đệ, đề nghị này của đệ rất hay. Thế này đi, sẽ do đệ dẫn binh đấy nhé. Cái này đệ không hợp lắm. Nhưng mà đại ca, đệ nghe nói là âm huynh đệ tinh thông về việc này, môn khách hộ vệ của âm gia đều có cậu ấy phụ trách huấn luyện, chi bằng để âm huynh đệ phụ trách luyện binh đi. Ý của đại ca thế nào? Âm huynh đệ, đệ thực sự là có thể luyện binh sao? Ta chỉ huấn luyện một vài hộ vệ trong nhà thôi. Vậy thì cũng được, còn hơn là mấy người không có một chút kinh nghiệm nào như bọn ta. Vậy quyết định như thế nhé. Đại ca tin tưởng chuyện này sẽ do đệ phụ trách. Cảm ơn đại ca đã xem trọng, tiểu đệ nhất định sẽ không phụ ủy thác. Tốt.
Chuyện này lại nói lại Tam đệ, sao đệ lại biết rõ chuyện của âm gia thế? Đệ xem đầu óc của đại ca chẳng phải là còn có anh rể sao? Đệ nhất định là nghe từ anh rể rồi, có đúng không? Những điều đã để trong tim tự nhiên sẽ mãi không quên thôi. Mãi không quên ư? Ta thấy đệ ngày càng không quên, tháng tháng không quên, còn muốn giấu đại ca à? Âm quân đệ, đại ca muốn cầu xin đệ giúp một việc. Đại ca quên nói đi. Âm quân đệ, để sau khi đệ trở về âm gia, có thể thay tam đệ của ta cầu hôn tiểu thư âm gia không? Bảo cô ấy mau mau gả đến lưu gia của chúng ta. Để xem tiểu tử này cả ngày tương tư khắc cốt, hồn siêu phách lạc. Đại ca sợ cả đời này nó cũng không tìm được vợ, đến lúc đó thì phiền phức rồi. Bản đồ này ta sẽ đưa cho người vẽ, bảo họ mau chóng chặt tre hoàn thành. Nhưng mà Lệ Hoa, tiễn hạp này quá tinh xảo, ta dự là nàng vẫn cần qua đó để chỉ dẫn một chút. Tam ca, những lời lúc ban ngày, đại ca quên ấy nói lời tốt. Chuyện thành thân gì đó là quên ấy đùa thôi, nàng đừng để tâm. Đại ca là đùa. Vậy tam ca thì sao? Quên biết rõ ràng mục đích ta đến đây mà, vì sao còn phải nói mấy lời? Những điều đã để trong tim tự nhiên sẽ mãi không quên chứ. Ta là không thể kềm chế được. Ta khó khăn lắm mới rời khỏi nhà, ta phải hành động như một nam nhân. Những tư tình của nữ nhi đó ta không có tâm trạng nghĩ tới. Tam ca, huynh có thể đối với ta như là với các huynh đệ khác, không có khác biệt gì được chứ. Ta hiểu. Trước đây những lời nói của ta thật sự quá đường đột rồi. Xin âm kích huynh đệ lượng thứ. Không sao, ta về phòng trước đây. Tam ca, người đó là ai thế? Sao huynh ấy lại ở trong thư phòng của huynh? Đó là một huynh đệ đại ca mới kết giao. Cậu ấy thích yên tĩnh, cho nên để cho cậu ấy ở trong thư phòng của ta. Người đó có thể khiến cho đại ca và tam ca tâm đắc, nhất định là một nhân vật anh hùng. Mùi đi gặp một chút, đợi đã. Tam ca bữa tối vẫn chưa ăn cơm, bụng đói sắp là không chịu nổi nữa rồi. Chỗ mùi có gì ăn không? Đã giờ nào rồi chứ? Vậy mùi đi làm bát mì cho huynh ăn nhé. Đa tạ tiểu mùi, sau này không được muộn như thế này rồi mà vẫn chưa ăn cơm nha. Bá cơ muội, sao muội lại ở đây để giặt quần áo? Sao không để hạ nhân làm? Bọn họ đều đang bận việc, dù sao thì ta cũng không có việc gì, giúp đại ca giặt quần áo thôi. Bá cơ, muội cũng là hậu vệ của hoàng thất, sao lại đi làm mấy chuyện này? Làm thương tai không tốt đâu. Ta cũng là nữ tử bình thường, giặt quần áo nấu cơm cũng là điều bình thường. Quý văn quân, quân không có chuyện gì chứ? Ta không có việc gì. Ta giúp muội phơi quần áo không cần, dù sao cũng không có việc gì làm, không cần đâu, ta được mà. Muội muội, giặt giúp ca ca với. Quý văn quân,
Huynh đang nói chuyện gì với muội muội của ta thế? Nói linh tinh thôi. Ta đột nhiên nhớ ra có một việc đặc biệt gấp phải đi làm ngay, cáo từ đây. Tiểu tử này nói chuyện gì với muội thế? Muội cũng không biết. Nhiều quần áo như vậy muội làm sao giặt hết được? Mau chóng giặt đi, đều là của ca ca đấy. Thối quá, huynh tự mà giặt đi, muội không làm. Ca ca mỗi ngày đều bận rộn luyện binh, đâu có thời gian để giặt quần áo. Giặt đi. Luyện binh à? Sao muội lại nghe nói là huynh đến người mới đến đánh cũng không lại thế? Sao muội biết được? Là tên lắm miệng nào thế? Không phải nói ngoại trừ đại ca ra, khắp quận Nam Dương này không có ai là địch thủ của Tắc ca huynh sao? Sao lại thua vậy? Chúng ta là cờ trống tương đương. Nhưng vị âm huynh đệ đó quả đúng là lợi hại. Không đúng thân thủ tốt mà còn am hiểu binh pháp. Ngay cả đại ca cũng đợi chứ. Huynh nói cái gì cơ? Âm huynh đệ là âm gia ở Tân Giả. Đúng thế, tên là âm kích. Âm kích bây giờ đang phơi quần áo ở tiền viện đấy. Quần áo nhiều như vậy, muội muội mau giặt đi, ca ca đợi mặc đấy. Đi nha. Quân là tại hạ âm kích, xin chào Lưu cô nương. Chúng ta từng gặp nhau chưa? Tại hạ lần đầu tiên đến Xuân Lăng. Nếu như đã là lần đầu tiên đến Xuân Lăng, sao huynh lại biết ta là Lưu cô nương? Người ở đây không phải là đều họ Lưu sao? Lẽ nào cô nương không phải họ Lưu? Ta họ Lưu, Lưu Bá Cơ. Lưu Bá Thăng là đại ca ta. Hóa ra là muội muội của Bá Thăng đại ca. Thất lễ. Đợi đã. Ta cảm thấy huynh rất giống Âm Cơ Âm Lệ Hoa. Cô nói là Lệ Hoa sao? Chúng ta là người nhà giống nhau là đương nhiên rồi. Hóa ra là vậy. Nếu như cô nương không có việc gì nữa, tại hạ xin được đi trước. Ba đội đều đi, hoặc là dây đánh hai bên, hoặc là trước sau tập kích. Tam quân tật chiến, địch nhân tất đi. Nhưng mà trước mắt chúng ta mới tập hợp được mấy nghìn nhân mã, vạn nhất nhân lực không đủ, sợ là rất khó đạt được hiệu quả. Vậy trước hết giảm số lượng của hai cánh, tập trung tinh nhuệ duy trì thực lực đánh trận. Thời gian luyện binh còn ngắn, có thể là thành công không? Đương nhiên. Âm quân đệ đến xem này, xem đại ca mang thứ tốt gì đến cho đệ này. Nhìn đi. Âm quân đệ, ta đặc biệt tìm một người thợ chế tạo cho đệ chiếc áo khôi giáp này, có thích không? Cảm ơn đại ca. Âm quân đệ, đại ca vẫn còn một thứ muốn tặng cho đệ. Âm quân đệ, cây hoàng thủ đao này gọi là trường ca, là năm đó khi đại ca đi học được một vị cao thủ luyện kiếm thế ngoại tặng cho ta. Thanh đao này chém sắc như bùn, là một thanh đao tốt. Hôm nay ta tặng lại cho đệ, bởi vì bảo đao xứng anh hùng, thanh đao này hợp với đệ nhất. Quả là may có được trường ca hành. Âm kích, thanh đao này là bảo bối của đại ca. Đại ca hôm nay sao lại nỡ rời xa vậy? Có gì mà không nỡ? Ta với âm huynh đệ là huynh đệ tốt, của đại ca cũng là của huynh đệ, có đúng không? Đại ca, món quà này quý giá quá, ta không thể nhận. Sao vậy? Đồ đại ca tặng không thích sao? Không, ta thích. Nhưng ta thật sự là không nhận nổi. Thích là được rồi, có gì mà không nhận nổi? Âm huynh đệ, đệ với đại chinh chiến Nam Bắc cùng nhau tác chiến, đại ca không mong muốn nhìn thấy đệ không có binh đao tốt, không có giáp hậu thân mà đã xông vào sa trường. Trong lòng đại ca không yên tâm. Nào, bộ giáp này đại ca mặc cho.
Thử xem có vừa không. Không cần đâu. Đại ca, ta tự mang về phòng tự mặc là được rồi. Đều là đàn ông có gì mà ngại. Không không đại ca, đại ca, ta về phòng mặc được rồi. Là thế này, cái đó quy tắc nhà họ Âm nhiều lắm. Bọn họ không cho thay quần áo trước mắt người ngoài.三哥，你去哪儿？你怎么这么晚还不睡啊？大晚上的，你干嘛去啊？我找朋友谈点事情，怎么了？哦，是谈情呢，还是谈殷丽华如何扮演好殷己，不被大哥他们发现了？你怎么知道？你管我怎么知道的？三哥，你是不是早就知道殷己就是殷丽华？ 三哥，你好糊涂呀！你让一个女子来参加大哥的婚礼，Vinh để một nữ tử tham gia nghĩa quân của đại ca, nếu như truyền ra ngoài thật chẳng hay ho một chút nào. Cô ấy đến giúp đại ca, muội không thể coi cô ấy như là những nữ nhi bình thường. Là nữ nhi thì nên giữ đúng bổn phận của mình, sống giữa một đám đàn ông thì ra cái thể thống gì? Bá cơ, muội nói như vậy là hơi quá đáng rồi đó. Ta nói cho muội biết, chuyện này muội đừng có tham dự vào nữa, cũng không được nói với bất cứ ai. Tam ca, huynh muội của chúng ta trước nay chưa từng cãi nhau, bây giờ huynh lại vì một người đàn bà mà trách mắng muội. Muội cứ nói ra đấy. Bây giờ thì muội lập tức đi nói với đại ca. Được rồi. Vừa rồi thái độ của Tam ca không tốt, Tam ca xin lỗi muội. Bá cơ, muội xem, Lệ Hoa có lòng tốt đến giúp chúng ta, đúng không? Cho dù không thích cô ấy, muội cũng nên bao dung cô ấy. Hơn nữa, việc này tỷ phu cũng biết, trước mắt nhà chúng ta đang lúc cần dùng người. Nếu như muội cứ nhất quyết vạch trần việc này, không chỉ có đại ca và tỷ phu mất mặt, mà còn khiến cho những người đến nương nhờ đại ca cảm thấy chạnh lòng. Tam ca, huynh có nhiều lý do để bảo vệ cô ta quá đấy. Về tình về lý, ta đều nên bảo vệ cô ấy mà. Chuyện này đừng để Tam ca phải khó xử đó. Muội không muốn nói chuyện với huynh nữa đâu. Muội Lưu cô nương, cô tìm ta có việc gì sao? Âm kích, suýt chút nữa ta đã bị cô lừa rồi. Lưu cô nương đang nói gì vậy? Tại hạ không hiểu. Âm gia tỷ tỷ, 3 năm trước ta đã từng chăm sóc cô, còn từng mượn y phục của cô mặc. Sao vậy? Cô quên rồi? Ta tất nhiên không quên. Ta giấu giếm thân phận là vì không muốn để cho người khác hiểu lầm. Cô cũng biết là sẽ làm cho người khác hiểu lầm mà. Một nữ nhân như cô trà trộn vào nhà của tôi, xưng huynh xưng đệ với đám người của đại ca, truyền ra ngoài mặt mũi của đại ca ta biết để đâu. Chính vì không muốn gây thêm phiền phức cho đại ca nên mới cải trang thành nam tử để dễ bề hành xử. Cô nói nghe hay nhỉ? Cô đến vì Tam ca của chúng ta đúng không? Lẽ nào là vì đại ca ta? Ta đến tham gia nghĩa quân không có ý nghĩa gì khác. Tại sao nữ nhi thì nhất định phải ở trong nhà không làm được chuyện gì chứ? Lữ Mẫu ở Sơn Đông, Trì Chiêu Bình ở Bình Nguyên, bọn họ cũng là nữ nhi nhưng vẫn có thể khởi binh chống lại chính quyền bạo ngược. Ta đi theo đại ca thì có gì là không được chứ? Đừng lấy đại ca ta ra làm lá chắn, đây không phải là Âm gia. Đừng có tưởng có đại ca và Tam ca bảo vệ cô thì cô có thể giễu võ dương oai ở đây. Thế nên cô muốn ta phải làm sao? Ta cho cô 3 ngày để rời khỏi nơi đây, nếu không đừng trách ta không nể mặt nhà họ Âm các người. Ta không làm sai việc gì, tại sao lại phải đi chứ? Hơn nữa đại ca, Tam ca đều từng cứu mạng ta, ta báo ơn bọn họ cũng là điều nên làm. Báo ơn? Ta thấy là cô thích người xuất sắc như các anh ta thì đúng hơn, nên mới lừa gạt họ như vậy, cũng giống như là phủ ca ca vậy.
Cô lườm gì chứ? Nếu không phải vì cô, tại sao Đặng Vũ ca ca lại đi không trở lại? Bao nhiêu năm nay cũng không có tin tức gì chứ? A Vũ ra ngoài ngao du chẳng có liên quan gì đến ta. Bây giờ cô đang ở nhà ta thì chuyện này có liên quan đến cô. Một nữ nhi nên ở trong khuê phòng, như cô lại sống giữa một đám đàn ông, cô không cần thể diện. Nhưng ta còn lo cho đại ca ta mất thể diện đó. Con cháu nhà họ Âm chúng ta trước nay không sợ đám người nhiều chuyện kia. Đám người ngốc nghếch ngu xuẩn đó có bàn luận ra sao? Ta tin đại ca và tam ca cũng không để tâm như vậy. Đứng lại, cô không sợ ta nói chuyện này ra ngoài sao? Tùy cô. Âm Lệ Hoa, ta không tin là ta không đuổi được cô đi. Đám huynh đệ của chúng ta ai ai cũng sức một địch năm, lại thêm trận pháp của Âm lão đệ, chắc chắn là quét sạch ngàn quân, bách chiến bách thắng. Đúng thế, đúng thế, chiến cục biến quá khôn lường. Nếu như trận pháp của chúng ta không thể sử dụng một cách linh hoạt, sẽ rất dễ bị kẻ địch nhìn ra sơ hở. Mà công kích luyện võ và luyện binh giống nhau cả, cứ luyện nhiều thì thành quen, đừng lo lắng. Các vị ca ca vất vả rồi. Đại ca, sai ta đem rượu đến khao mọi người. Hôm nay còn có rượu sao? Tốt quá rồi. Nào nào, uống cho thỏa thích đi. Nào, rót thêm cho ta một chút. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Nào, uống đi. Cảm ơn. Nào, uống nhiều một chút. Ông công tử, huynh cũng uống một chút chứ. Ta không uống rượu. Làm gì có đàn ông không uống rượu chứ? Đúng không? Đúng vậy. Ít nhiều gì cũng uống một chút chứ. Gia huynh đã căn dặn tiểu đệ phải tuân thủ quy định rất nghiêm ngặt, từ nhỏ đã không uống rượu. Hơn nữa buổi tối còn có việc quan trọng cần thương lượng với đại ca. Uống say rồi thì không hay. Rượu nhà của chúng ta không say đâu. Huynh uống một chút đi. Sao rồi? Huynh chê rượu không ngon à? Tất nhiên không phải vậy. A Vũ từng nói xuân nhược tuyết của nhà họ Lưu rất ngon, một ly liền say ngay lập tức. Bởi vậy ta càng không dám uống. Làm gì có chuyện mọi người đều uống rượu, để lại ngồi không một mình chứ? Đúng vậy, rượu của đại ca đều là rượu ngon cả, ít nhiều cũng uống một bát đi chứ. Đúng vậy, phải uống một chút chứ. Đúng đấy, đây là tâm ý của đại ca mà. Nào, ta rót giúp huynh. Cẩn thận. Không sao chứ, đứng lên đi nào. Không sao chứ. Muội nhìn mình kia, mau đi thay y phục đi. Rượu ngon như vậy lại để lãng phí rồi, bảo để uống thì lại không uống. Nào, chúng ta uống tiếp. Uống tiếp đi. Uống đi, cạn nào. Nào, huynh không trách ta chấp nhặt chuyện nhỏ, không đủ rộng lượng sao? Là bá cơ không hiểu chuyện, dạy dỗ một chút cho nó bớt làm càn cũng không sao. Làm gì có ai làm anh như huynh chứ? Để không thấy là ta phân biệt rõ ràng phải trái, không thiên vị ai sao? Đây đâu giống những lời của huynh vẫn nói chứ, chẳng khiêm tốn chút nào. Để quên rồi sao? Lúc chúng ta mới quen nhau, ta cũng nói như vậy mà. Năm xưa Dương bác sĩ ở Thái Học còn khen ta biết ăn nói hùng biện, ngay thẳng hiệp nghĩa. Chỉ tiếc và bây giờ trưởng thành, không thể muốn nói gì thì nói, tất cả đều theo ý mình như trước nữa. Trường An gạo đắt, trong thành đắt hơn ngoài thành 2 tiền. Dựa theo kiến thức nông cạn của học sinh, lương bổng cần có mức độ, nhân cái gì cũng cần có rộng lượng. Chỉ cần vì mục đích thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp, thu nhập nhiều hơn thì có gì là không thể chứ? Văn Thúc hoàng đế cũng phải phong cho ta làm thị lang tư đồ gì đó. Quyết định vậy đi, quyết định vậy đi, quyết định vậy đi. Sao vậy? Bỗng nhiên nhớ lại lúc còn nhỏ, nhớ lại Quynh, ta và cả A Vũ. Tam ca, bác cơ có phải là thích A Vũ không? Khi bọn chúng còn rất nhỏ từng gặp mặt tại nhà tỷ phu. Lúc đó A Vũ là thần đồng nổi tiếng khắp nơi. Bác cơ vô cùng ngưỡng mộ Quynh ấy. Hóa ra là vậy. Chẳng trách là cô ấy không thích ta. Tiểu muội cũng là quen thói kiêu ngạo. Dựa vào tính cách muội ấy hôm nay chịu thiệt, e là tương lai muội ấy còn dầm vào nàng nữa cơ.
Cô ấy cùng lắm là cái làm loạn thôi, ta cũng không để tâm đâu. Riêng về chuyện luyện binh đã đủ khiến ta đau đầu rồi, làm gì có thời gian tức giận với cô ấy. Sao vậy, luyện không thuận lợi sao? Binh sĩ mới tuyển đến, đại bộ phận đều là người dân thường, đến đao kiếm cũng chưa từng cầm, trận pháp thì xếp linh ta linh tinh. Những ngày mùa thu chớp mắt là đến rồi, chỉ dựa vào sức mạnh của tất cả bọn họ thì mãi không thể đủ được. Tỷ phu đã quay về Tân Giả tuyển mộ, Đặng gia cũng có không ít cao thủ. Âm gia và Đặng gia quan hệ thâm tình, đến nay Đặng gia có việc, đại ca nàng liệu có giúp không? Đừng mơ nữa, Âm thị nhất tộc có thể im ắng hàng trăm năm chính là bởi vì trước giờ chưa hề tham gia vào việc tranh đấu. Trong triều đại ca rất tuân thủ gia quấn. Đừng nói là hiện tại cô nấy không ở Tân Giả, dù cho cô nấy có ở đây thì cũng sẽ không để cho Âm gia can thiệp vào chuyện này. Ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi, nàng đừng có nghĩ quá nhiều. Thật ra ta có thể hiểu được đại ca nàng. Nếu như đổi lại là ta thì ta sẽ phải lấy việc bảo vệ thân tộc đặt lên hàng đầu. Được rồi, nàng chuyên tâm luyện binh đi, những việc khác giao cho ta hoặc Bá Thăng đại ca là được. Công tử, lại sao vậy? Thái Dương truyền đến, Lưu Diễn liên kết với Lý Thông. Đặng thần Đặng gia công tử chuẩn bị khởi binh. Cô nương Âm Kích Tinh Hoa đang ở Thung Lăng giúp Lưu Diễn luyện binh. Lưu Diễn muốn khởi binh sao? Còn có Đặng biểu huynh nữa, tốt quá rồi. Vậy nhà của chúng ta có phải nên làm chút gì không? Không được, không được. Đại ca nhất định sẽ không đồng ý. Tỷ tỷ cũng thật là, sao lại một mình chạy đi rồi? Công tử đừng có vội kích động, việc này không phải là chuyện nhỏ, vẫn là mau chóng thông báo cho đại công tử quay về định đoạt. Đúng, ngươi mau sai người đưa thư đến Trường An đi. Dân chờ chút, ngươi lập tức đi Thôn Lăng nghe ngóng thật kỹ về động tĩnh của Lưu gia, đón tỷ tỷ về đây cho ta. Dân quản việc nhà thật vô vị, đến chút chuyện nhỏ cũng không làm được. Đại ca quân xem, suy nghĩ của đệ là quân và Lưu Tắc phụ trách trung tâm, đệ và Âm Kích phụ trách tả hữu, để cho Chu Hữu và Lưu gia phụ trách hậu quân, đồng thời bảo vệ gia quyến. Như vậy đại ca không hay rồi. Có việc gì mà lòng như lửa đốt vậy? Nhị thúc đến rồi. Gì chứ? Lão đầu sao lại đến vào lúc này chứ? Lẽ nào người biết việc của chúng ta rồi sao? Tám phần là nghe được tin tức rồi. Bằng không, người lớn tuổi như vậy rồi sẽ không thích đích thân đến. Ai lắm mồm lắm miệng như thế không được. Cắt để cái đi đối phó trước đi. Ta phải đi trốn đã. Lưu Bá Thăng, tên tiểu tử người đứng lại cho ta. Sư phụ, người làm sao vậy? Ta không đến để cho ngươi hủy hoại Lưu gia hay sao? Ta đánh chết ngươi. Thúc phụ, lão đầu là ai? Ta đánh chết tên tiểu tử thối này. Nhị thúc, Lưu Lương, thúc phụ người bất giận. Sau khi cha đại ca qua đời chính là một mình thúc ấy chăm sóc cả nhà. Ông ấy chính là cha. Tam Nhi, con trước giờ thật thà yên phận, sao lại cùng với ca ca của con cùng nhau phạm hồ đồ như vậy chứ? Thúc phụ, con không hề hồ đồ. Chúng con là bị đại cục ép buộc, bất đắc dĩ mà thôi. Thúc phụ, người nhìn ở bên ngoài xem đều loạn thành ra thế nào rồi chứ. Nếu như tiếp tục như vậy thì chúng ta đến cơm cũng không có mà ăn nữa. Vậy chẳng bằng chúng ta đứng dậy phản kháng. Thúc phụ, xin người tin tưởng con. Tin tưởng ngươi sao hả? Tiểu tử thối, thúc phụ, ngươi có thể làm được đại sự gì chứ? Bình tĩnh. Ngươi chính là đẩy Lưu gia vào hố lửa thì có. Thúc phụ, hiện nay mãn tặc đoạt quyền, dân chúng làm than, chúng ta đã sống ở trong hố sâu biển lửa rồi. Nếu mà như còn tiếp tục đợi, vậy chỉ còn đường chết. Cho nên chúng ta hiện giờ duy nhất có thể làm chính là liều mạng với bọn chúng. Ngươi không quay đầu, được, ta khiến cho ngươi quay đầu. Đợi đấy. Ngươi đi đâu chứ? Ta đi tìm bằng hữu cũ Nghiêm Long tướng quân. Thúc phụ, không được, ngươi tránh ra, nuôi lớn các ngươi rồi lại dám động tay động chân với ta có phải không? Thúc phụ, ngươi lại là tiểu tử từ đâu đến chứ lại dám ngăn cản ta? Tên của ta là Âm Kích, là hộ vệ của Bá Thăng đại ca. Hộ vệ? Chỉ nhìn cái bộ dạng vắt ra sữa của ngươi, bảo vệ bản thân còn không xong? Các con nghĩ kỹ chưa? Như các con thất bại, Lưu gia của chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế nào? Thúc phụ, con và Bá Thăng đại ca đều do một tay người nuôi lớn. Tính tình của Giang Thúc con người là người hiểu rõ nhất. Con trước giờ chưa từng làm những việc chưa có chuẩn bị. Lần này chúng con đã làm một kế hoạch chu toàn, không còn đường quay đầu nữa. Tam Nhi, năm đó với xe đổ của Trác Nghĩa Lưu Tính Đông Quận, con quên rồi sao? Tạo phản khởi nghĩa mới là không có còn đường quay đầu. Thúc phụ, có phải để ra tay hơi nặng quá không? Các huynh là con cháu không tiện ra tay, ta thì chẳng sao cả, không sao đâu, ngất một lúc là tỉnh thôi. Ta hiểu rồi.
Để xem Âm Quỳnh đệ trong chốc lát liền giải quyết được vấn đề rồi, mau vừa thúc phụ vào hậu diện, đừng để người kêu lên, tránh ảnh hưởng đến lòng quân. Đi, đi nè. Bá Thăng Quỳnh, nghe nói quân đã phái người đi đến các tông thân Lưu gia thuyết phục họ cùng khởi nghĩa, không biết là kết quả thế nào? Vẫn đang thuyết phục, đang thuyết phục. Không biết lệnh quân ở Quyển Thành tiến triển có thuận lợi hay không. Gia quân đã gửi thư đến nói là đã sắp xếp được việc ổn thỏa, chỉ cần nói đến chuyện hôn sự giữa Giang Thúc và Mũi Mũi, quân nhi chưa hoàn thành, thật sự lấy làm tiếc. Đúng đúng. Nghe nói bá cơ Mũi Mũi vẫn chưa hứa gả. Bá Thăng Quỳnh, nếu như không ghét bỏ, hai nhà của chúng ta lại định một hôn sự nữa thế nào? Quý Giang Quỳnh, hiện tại mùa thu hoạch đến gần, mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị, làm gì có tâm tư để nghĩ đến chuyện này. Đại sự chưa thành, ta thấy chuyện này chúng ta nên hôm khác lại thương lượng đi. Thật đúng là sằng bậy. Đại ca, thúc bá tông thân bọn họ đều lớn tuổi rồi, không dám làm chuyện mạo hiểm cũng là điều bình thường. Đại ca, quên không cần phải tức giận với bọn họ. Ta không phải là muốn tức giận với bọn họ, nhưng mà để xem đám người đó đúng là càng già càng lú lẫn, càng già càng nhát gan, không những không giúp chúng ta mà còn hại ta. Để nói xem, đều là nhà họ Lưu, tại sao lại không đi giúp người nhà chứ? Đại ca, ta thấy là trên sách viết năm đó Cao Tổ Hoàng đi ăn ở nhà phụ thân Lữ Hậu cũng bị xem thường, ngay cả cửa cũng không cho vào. Sau đó Cao Tổ làm nên đại sự, đám người đó lại mang bộ mặt như thế nào chứ? Cho nên chúng ta phải đánh hai trận lớn với mãn tặc trước, xem bọn họ ăn nói như thế nào. Đại ca, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta hiện nay không phải là làm thế nào để thuyết phục bọn họ, mà làm thế nào để cho bọn họ không nói ra chuyện này, vạn nhất kinh động đến quan phủ, càng thêm bất lợi cho chúng ta. Nói rất đúng. Nhưng làm thế nào để chặn miệng bọn họ được đây? Vừa rồi anh thích nhắc đến chuyện Cao Tổ ăn tiệc, vừa hay đã nhắc nhở đệ. Đại ca, mấy ngày nữa chính là sinh thần của mẫu thân, chúng ta có thể mượn dịp này để bày tiệc, mời tất cả họ hàng đến đây. Đại ca lại nói rõ với bọn họ lợi hại, nói cho bọn họ đạo lý, được thì được, mất thì mất. Chúng ta cùng tông cùng tộc. Đại ca, quên làm việc giống như Lưu Thế Tông khởi binh, họ không muốn bị kéo vào cũng khó, tại sao không ủng hộ bọn đệ ngay bây giờ? Dùng tình cảm để đánh động lòng người, dùng tình lý để họ hiểu. Nếu họ đủ thông minh thì sẽ ủng hộ chúng ta. Âm huynh đệ, may mà có đệ. Chủ ý này hay. Ta thấy bọn họ không ủng hộ ta thì còn có thể ủng hộ ai? Yên tâm đi, lần này chúng ta nhất định có thể đánh thắng đám giặc Lỗ Mãng. Đến lúc ấy ta xem đám người này nói gì. Cô nương dừng bước. Sao ngươi lại đến đây? Chẳng phải Lưu gia đang chiêu binh sao? Tiểu nhân thân thủ không tồi, chỉ một chút là vào được đội ngũ của Lưu Tắc. Hưng Nhi bảo ngươi qua đây sao? Tiểu nhân đến đây vài ngày rồi. Thứ lỗi, ta nói thẳng, cô nương tuy có khát vọng nhưng đây phần lớn là chỗ hoang du. Cô nương là nữ nhi, thật không tiện. Hơn nữa Lưu Bá Cơ còn luôn luôn gây phiền phức cho cô nương. Tối qua ngươi cũng thấy rồi ư? Không có, không có. Tiểu nhân không phải là đi theo Lưu Tắc, chẳng thấy gì cả. Được rồi, chuyện của ta không cần ngươi nhiều lời, quay về nói với Hưng Nhi, hai nhà đang Lưu sắp khởi sự, Tân Giả nhất định sẽ bị liên lụy, bảo để ấy quay về và tăng thêm người gia cố phòng bị. Nếu cô nương đã lo lắng vậy, tại sao không về nhà? Lẽ nào thật sự như đại công tử nói là vì Lưu Tú ư? Tiểu nhân lắm lời, lần này sẽ đi, không làm chướng mắt cô nương. Úy Trì, quay về nói với Hưng Nhi, chuyện của ta không được để đại ca ta biết. Lúc ta còn chưa tới Thung Lăng, công tử sớm đã báo tin cho đại công tử rồi. Công tử, đại sự không xong rồi. Nói, buổi chiều sớm hôm nay cha của Quyển Thành Lý Thông, Tâm Khanh Sư, Lý Thủ đã bị giết rồi. Dạ, Quyển Thành Lý Thông liên kết với Lưu Diễn, Đặng Thần mưu phản, quận thủ thân phụ của Nam Dương phái người lên kinh mật báo ba nhà mưu nghịch. Lý Thông,
Lý Thông muốn mưu phản mà không báo cho cha hắn ư? Nghe nói Lý Gia đã phái một người đưa tin tới, đáng tiếc là đã chết giữa đường ạ. Đợi tới lúc Lý Thủ biết tin thì đã muộn, đã không ra được Trường An nữa. Trung Lăng khuyên Hoàng Hiển Thượng Thư thỉnh tội, bảo toàn tính mạng, không ngờ Dân Mãn lại nổi điên, đem giết cả Tông Khanh Sư và Hoàng Hiển. Hai ngày nay sợ rằng phải phát binh cứu trợ Quyển Thành, ngăn chặn các cuộc nổi loạn. Đại công tử có chân phụ để mắt, Lý Gia khó mà bảo vệ nổi. Đặng gia nguy hiểm, gia đình ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lệ Hoa đã đến Lưu Gia, muốn độc thiện kỳ thân là không thể nữa rồi. Đi, lập tức chuẩn bị xe, chúng ta quay về Tân Giả. Dân thật là không dễ dàng. Đúng thế, cảm ơn. Cẩn thận đó. Ngày tháng đẹp. Không sai, đúng vậy. Tốt tốt, thứ này cái trước đã. Chư vị, hôm nay là lễ mừng thọ mẹ ta 60 tuổi. Cảm tạ các vị đã đến chúc mừng. Lưu Bá Thăng ta thay mẹ kính các vị một chén. Nào, nào các vị, cạn. Các vị thúc công thúc bá, hôm nay Lưu Bá Thăng ta còn một chuyện muốn nói. 13 năm trước, mãn tặc Bạo Chính cướp đi giang sơn của Lưu thị chúng ta, lấy mất vị trí của Lưu gia chúng ta. Chuyện này chắc là mọi người vẫn còn nhớ chứ? Nhớ chứ, đúng thế. Đến nay triều đình luôn đàn áp Lưu thị chúng ta, đầu tiên là cướp đoạt tài sản và ruộng đất của chúng ta, khiến cho chúng ta miễn cưỡng trở thành dân thường. Tiếp theo thì sao? Có phải là muốn chúng ta làm nô lệ? Mà bây giờ mãn tặc tàn ác, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Nếu chúng ta còn không phản kháng thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Bá Thăng, con cứ nói thẳng, hôm nay tới đây họp mặt, bên ngoài còn có nhiều môn khách của con, lẽ nào con muốn tạo phản sao? Thiên hạ này vốn dĩ thuộc về Lưu gia chúng ta, có gì mà nói là tạo phản chứ? Ta chỉ muốn cùng nổi dậy cùng với các vị, khôi phục hán thất của ta. Lưu Bá Thăng, con nói dễ nghe lắm. Lẽ nào con đã quên năm đó An Chúng Vương khởi binh, cả nhà bị giết vô cùng thảm sao? Phải, ta vẫn không quên. Ta muốn báo thù thay cho bọn họ. Thân là con cháu Lưu gia, sao lại có thể xem nhẹ chuyện này? Tham sống sợ chết chứ? Nay thiên hạ đang đại loạn, sao ta có thể đứng nhìn chứ? Đứa trẻ hồ đồ, con đang chửi những kẻ như chúng ta tham sống sợ chết sao? Ca ca tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Ở đâu ra cái lý đó? Bá Thăng à, không phải là chúng ta không giúp con. Con xem những người già như chúng ta không còn danh nhãn nữa, còn bảo chúng ta cùng cậu xông lên liều chết đánh trận hay sao? Thúc bá, cháu chỉ muốn người ủng hộ cháu, chứ không hề bảo người đi đánh trận. Người đừng quên, chúng ta đều là người một nhà, phải nên ủng hộ nhau mới đúng. Con biết là người một nhà sao? Hôm nay là đại thọ của mẹ con không thể bớt nói mấy chuyện này sao? Khi con nói những lời hỗn xược này, có nghĩ đến mẹ con không? Có nghĩ đến cả gia tộc Lưu thị của chúng ta không? Phải đấy. Bá Thăng Quỳnh, chia bằng chúng ta khởi binh ngay tấn công Uyển Thành, cứu đại ca ta. Đúng vậy, đã không còn kịp nữa rồi. Nếu như người của Trường An đến, chúng ta sẽ lấy bất biến ứng vạn biến khởi binh trước. Không được. Đại ca, chân phụ đã cáo mật, Uyển Thành sẽ có phòng bị, chúng ta không được làm loạn thế trận. Việc cấp bách là đi thông báo cho Thứ Nguyên, Quý Văn, Quỳnh đi đi. Ta hả? Không được. Bây giờ, người chân phủ đối phó là Lý gia bọn ta. Nếu như ta về, không phải là tự lọt lưới đúng ngay ý muốn của chúng sao? Ta tuyệt đối không thể về được. Đại ca, để đệ đi. Không được. Đệ xông pha khắp nơi, nửa người của Uyển Thành đều biết đệ. Đệ phụ trách đến Tân Giả thông báo tỷ phu, để Quynh ấy đến Thung Lăng hội hợp với chúng ta. Ta sẽ đến Uyển Thành thông báo cho Lý Thứ Nguyên. Cũng được. Tam đệ, vậy đệ đích thân đi một chuyến đi. Ta cũng đi. Đại ca, biểu tỷ Đặng Thiện của ta vẫn đang ở Uyển Thành. Bây giờ Lý gia đã xảy ra chuyện, ta lo là sẽ liên lụy đến biểu tỷ. Hơn nữa ta và Tam ca cùng đi, cũng có thể tiếp ứng cho nhau. Không cần đâu, đưa thư thôi mà. Ta tự đi là được rồi. Uyển Thành hiện giờ tình hình chưa rõ, Tam ca đi một mình sao chăm sóc được cho hai nhà? Ta, lẽ nào Tam ca khinh thường ta, cảm thấy là gánh nặng? Ta không có ý đó. Vậy thì dẫn ta đi cùng đi. Được rồi, vậy ta và cô ấy đi. Cũng được, hai người đi chăm sóc được cho nhau.
Âm Quỳnh Đệ. Âm cô nương, đại ca cứ gọi ta là Âm Kích là được rồi. Được, Âm Kích Quỳnh Đệ. Hai người đi nhất định phải cẩn thận. Đại ca đợi hai người về. Xảy ra chuyện rồi, nghe gì chưa? Người nhà họ Lý mang đi xử trảm rồi. Đâu chỉ vậy, còn thiêu vứt ra ở chợ. Thảm lắm, đi xem. Chúng ta qua xem đi. Lệ qua. Phản tặc Lý Thông mưu đồ tạo phản. Đây là kết cục của các người. Các người ai dám chứa chấp phản tặc? Hình phạt cũng như thế. Người tố cáo phản tặc bản quan thưởng lớn. Biểu tỷ, đến nhà họ mau lên. Biểu tỷ ta đâu? Cô còn dám hỏi sao? Đại ca cô và Lý Thông mưu đồ tạo phản, liên lụy đến công tôn gia của chúng ta. Ta đã hô cô ta rồi. Bây giờ cô ta không phải là người nhà của công tôn nữa rồi. Ngươi nói cái gì? Tiện nữ đó bị đuổi đi từ hôm qua rồi. Các người cũng cút đi cho ta. Còn không thì ta đi báo quan đấy. Ngươi đuổi một người phụ nữ mang thai 6 tháng đi. Biểu tỷ ta có mệnh hệ gì ngươi cũng được có hồng sống được. Lỡ một phút là thêm một phút nguy hiểm. Tìm thiền nhi quan trọng đi thôi. Đánh dấu trên đầu nhớ lấy cho ta. Giết ngươi. Thiền nhi thân mang thai không đi xa được đâu. Có thể đến dịch quán ở phía đó. Chúng ta đến đó đi. Mau đi đi. Trần đại nhân, bọn chúng là phản tặc nhà họ Đặng. Mau bắt bọn chúng lại. Trần đại nhân, bắt bọn chúng đi. Phóng tiễn, đừng hòng thả phản tặc đi. Mau lên ngựa. Mau lên đi. Mau bắt bọn chúng đi. Đừng để bọn chúng chạy. Đuổi theo. Mau lên, mau lên. Tam ca, bây giờ làm sao đây? Lát nữa ta đi tìm nơi ẩn náu, thay quần áo. Yên chi. Cô nương. Nói nhỏ thôi, không sợ chết à? Cô nương, may mà gặp được mọi người. Tân binh ở đây nhiều lắm, em sợ lắm. Sao lại đây? Biểu tỷ đâu? Em cầm bao quần áo đi đâu thế? Biểu tỷ, em cầm ít đồ, định đi đổi ít tiền, sau đó tìm xe ngựa để đưa biểu tỷ về Tân Giả. Biểu tỷ đang ở đâu? Dẫn ta đi tìm tỷ ấy đi. Cô nương, biểu cô nương sắp sinh không đi được. Ở bên dịch quán ở Đặng gia bị phong tỏa rồi. Bọn em không có xe ngựa, chỉ đành dừng chân ở đây. Biểu tỷ. Nào, dậy đi. Lệ Hoa. Được rồi, đừng khóc nữa. Đừng sợ. Có muội ở đây rồi. Đừng khóc nữa, tốt quá rồi. Ta còn tưởng rằng
ta vĩnh viễn không gặp được muội nữa. Nói linh tinh gì vậy? Tỷ xem không phải là muội đến rồi sao? Ta và Tam ca đến đón tỷ về nhà. Lưu Tam ca, phiền huynh rồi. Thiền Nhi đều là người nhà cả, không phải khách khí. Lệ Hoa, muội nói cho ta biết ca ca ta bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Mấy hôm nay Quyển Thành mưa máu gió tâm, rất nhiều người bị giết. Ta bị nhà công Tôn hô cũng được, nhưng ta thật sự rất sợ ca ca của ta xảy ra chuyện. Mau nói cho ta biết đi, ta lo thừa thôi đúng không? Biểu tỷ, tỷ không phải lo. Biểu huynh là người làm việc đại sự, bọn họ sẽ có chừng mực. Ta muốn về nhà. Dẫn ta về nhà, Lệ Hoa. Biểu tỷ, tỷ sắp đến kỳ sinh rồi. Muội sợ. Không, ta không sao. Ta có thể đi. Ta muốn về nhà. Biểu tỷ, hay là thế này đi, chúng ta đi tìm một chỗ tốt hơn một chút ở tạm, đợi tỷ sinh xong rồi thì dẫn tỷ đi. Không, ta không muốn ở đây một khắc nào nữa. Ta muốn về Tân Giả. Cô nương, ở đây làm gì còn bà đỡ, dám đỡ đẻ cho phu nhân nữa. Chúng ta vẫn nên mau rời khỏi, trở về Tân Giả thôi. Không được, bây giờ toàn thành đang truy nã cả gia tộc họ Đặng hơn nữa. Hành tung của ta và Lệ Qua đã bị bại lộ, giờ ra khỏi thành quá là nguy hiểm. Từ đây đến Tân Giả ít nhất cũng là 2 ngày đường, lớn như giữa đường tâm sản không phải lại càng phiền phức hơn sao? Những thứ này ta đều biết hết, nhưng ta thật sự không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Ta muốn về nhà. Lệ Qua, ta cầu xin muội hãy đưa ta về Tân Giả, cho dù ta chết ta cũng phải về. Được rồi, tỷ đừng có nói vậy. Thiền Nhi, về Tân Giả cũng không gấp, ở lại đây thêm một chút. Ta còn phải tìm Lý Thông, bây giờ không thể ra khỏi thành. Khi bằng đợi ta tìm được Lý Thông rồi hộ tống các người trở về, không thể đợi rồi. Nếu bây giờ không đi, e là phu nhân không còn có cơ hội để trở về nữa rồi. Im miệng. Yến Chi nói không sai. Lệ Qua, coi như ta cầu xin muội. Muội đưa ta trở về. Ta muốn về nhà. Ta muốn ở bên người thân. Ta muốn về. Được rồi, muội đưa tỷ về. Tỷ yên tâm, tỷ nhất định sẽ được bình an vô sự. Muội đưa tỷ về. Ta muốn về. Đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ về nhà. Không khóc nữa. Đừng khóc. Nào, cẩn thận. Lê Hoa, Lệ Qua, cầm lấy số tiền này, trên đường còn dùng. Huynh đưa hết tiền và ngựa cho chúng tôi, vậy huynh phải làm sao? Nàng đừng lo cho ta. Được rồi, ta đưa biểu tỷ về Tân Giả rồi, ta sẽ đến gặp huynh ở Thung Lăng. Trên đường nhất định phải cẩn thận. Biểu tỷ, ngồi vững nhé. Dừng lại. Trong xe có ai? Bẩm quan gia, là đại tỷ nhà tôi. Một cô gái như cô lại đi đánh xe. Ở trong nhà không có đàn ông sao? Lục soát cho ta. Báo cáo, trong xe chỉ có một phụ nữ mang thai và một nha hoàn. Biết rồi.
Quan gia, tỷ phu của tôi đi ra ngoài, đại tỷ của tôi lại sắp sanh, nhưng tỷ ấy có chứng co giật ở trong thành, không có đại phu nào chữa được, cũng không có bà đỡ nào dám giúp tỷ ấy. Chúng tôi không còn cách nào, chỉ còn cách về Cước Dương. Quan gia, ngày chăm trước có được không? Được, đi đi. Đa tạ quan gia. Cô ta cái gì mà cô ta, người phụ nữ đánh xe vừa nãy hình như là đồng đảng của phản tặc. Hồi trước tôi đã từng gặp cô ta, thế sao đứng ngay ra đó làm gì? Mau thông báo đi. Phu nhân, người cố chịu, phu nhân, đau quá. Phu nhân sắp chịu không nổi rồi. Có lẽ sắp sinh rồi. Nhanh. Nghĩ tỷ sao rồi? Ta không muốn sinh con. Lệ Hoa, ta không muốn sinh. Tỷ đừng có nói vậy, tỷ nhất định phải cố chịu. Muội giúp tỷ đỡ đẻ. Tỷ cố nhịn. Yến Chi, cứ đi tìm nhà nào quanh đây đi, lấy một ít nước nóng về đây nhanh lên. Được. Biểu tỷ. Lệ Hoa, ta không muốn sinh con. Ta căn bản là không yêu người đàn ông đó. Tại sao ta phải sinh con cho hắn? Người ta yêu là biểu ca. Ta muốn trở về gặp biểu ca. Biểu tỷ, tỷ cố gượng. Chúng ta sắp về nhà rồi. Về nhà sẽ gặp được ca ca của muội. Tỷ mau sinh đứa con ra đi, chúng ta sẽ có thể về nhà gặp ca ca của muội mà. Về nhà gặp biểu ca. Đúng, chúng ta về nhà. Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Cố nhịn. Yến Chi sao vẫn chưa quay lại? Biểu tỷ, muội đi xem một chút. Yến Chi. Cô nương dừng xe. Đuổi theo. Đỡ tôi với, cô nương. Ngươi cứ tiếp tục đuổi theo, rõ. Đứng lại. Bắt cô ta. Chạy đi đâu hả? Muốn chạy à? Mỹ nhân. Quan gia, tôi cầu xin ngài hãy thả tôi ra đi. Tôi thực sự cái gì cũng không biết. Tôi cầu xin ngài hãy thả tôi ra. Tôi thực sự không biết gì cả. Thả cô ra? Tôi không biết. Mỹ nhân, thả cô thì được thôi, nhưng phải để cho chúng ta được hưởng thụ chút đã. Đến đây, đừng. Đến đâu rồi? Gần tiểu Trường An. Công tử, ở phía trước có một đội truy binh, hình như là muốn truy sát người nào đó. Chúng ta có nên tạm lánh một chút không? Qua đó xem.
Đại công tử, khi chúng ta đi qua Quyển Thành đã có tiếng lệ hạt trong gió, tình hình của Đặng gia ở vùng Tân Giả e là cũng rất nguy hiểm. Công tử vẫn nên mau chóng trở về, đừng có ra mặt ngán đường quan binh, tự gây nên phiền phức. Vậy thì nhường đường một chút đi. Được. Cẩn thận có mũi tên. Quyền Nhi chạy đi, sư phụ cùng đi đi. Sư phụ. Bắt thích khách. Buông ra, mau chạy đi. Điều tại thiếp liên lụy đến chàng, cứ mặc kệ thiếp đi. Ta là chồng nàng, chúng ta phải sống chết cùng nhau. Đời này gặp được chàng, gả cho chàng là phúc phận cả đời của thiếp. Ta biết. Việc gì? Ta hiểu hết chuyện nàng làm. Đời này có nàng là đủ rồi. Tới giờ dậu rồi, sao cha mẹ vẫn chưa đến nữa? Việc gì? Là cha mẹ. Cha mẹ. Mau trốn đi, mau lên. Mẹ. Mẹ.
Duyệt Nhi, ta sẽ mãi ở bên nàng. Mẹ, biểu tỷ xin lỗi, muội không biết ở bên biểu huynh có an toàn hay không, nên vẫn chưa thể mang tỷ về Tân Giả. Tỷ đành chịu thiệt thòi ở lại đây một thời gian vậy. Biểu tỷ, tỷ hãy đợi chút, đợi qua thời gian này, muội nhất định sẽ mang tỷ về nhà. Muội xin thề. Không thể để lại tên tuổi. Một ngày một đêm rồi, muội nên ăn chút gì đi. Sao huynh lại giết ngựa đi? Nó gãy chân rồi, sống cũng vô dụng. Muội bị thương, cơ thể yếu ớt, cần phải ăn để lấy lại sức. Thánh công ca, sao huynh lại đến đây? Sau thất bại của việc hành thích ở Thượng Lâm, ta bèn trốn đến Trường An, về cố hương Thái Dương. Sau khi về, đệ đệ của ta cũng bị quan phủ hại. Sau khi báo thù cho đệ đệ, chỉ có thể giả chết. Sau đó lưu lạc khắp nơi, tìm cơ hội khởi binh phản mãn. Tôn thất Lưu thị ở Thái Dương nhiều như vậy, sao huynh không đến nhờ bọn họ? Quan hệ giữa nhà ta và các tôn thất không thân thiết. Lúc nhỏ, ta đã đi Trường An. Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, bọn họ đều sợ bị liên lụy, vội phủi sạch mọi quan hệ. Thật ra ta cũng không muốn cầu xin bọn họ. Huống hồ bây giờ ta cũng coi như đã chết rồi. Nhưng huynh vẫn còn sống. Mẹ trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui, bởi vì chúng ta đều còn sống. Lệ Hoa, lúc vừa rồi khi mới gặp muội, suýt chút nữa ta tưởng rằng sư phụ sống lại.
Có rất nhiều việc về cha mẹ ta đã không còn nhớ được nữa rồi. Tuy không còn nhớ gì nhưng muội vẫn là con gái của sư phụ. Lệ Hoa, một nữ nhi như muội, tuy có chút võ nghệ phòng thân, nhưng một mình muội lên đường cũng lớn gan quá đấy. Nếu muội muốn báo thù cho cha mẹ, chống lại Tân Mãn, chỉ bằng cùng ta đi Bình Lâm. Bình Lâm ư? Quynh muốn đầu quân cho Bình Lâm ư? Quả nhiên rất thông minh, điểm này thật sự rất giống mẹ muội. Đúng vậy, quả thật là ta có ý định đầu quân cho Vương Khuôn Trần Mục của Bình Lâm quân. Nếu muội cũng muốn thì cùng đi với ta. Đợi chúng ta đánh đến Trường An, băm vằm tên giặc Mãn kia ra làm trăm mảnh, đến lúc đó có thể báo thù cho cha mẹ muội và cả người thân của ta rồi. Không, ta phải về Tân Giả. Cũng được, Âm gia là một đại gia tộc, có thể bảo vệ sự an toàn cho muội. Vậy chúng ta chia tay ở đây thôi. Ngày tháng còn dài, ta nghĩ là chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại thôi. Vậy Quynh bảo trọng. Muội cũng vậy. Biểu tỷ, muội sẽ đến đón tỷ. Hãy đợi muội báo thù cho tỷ. Tam ca, cô nương, cô tỉnh lại đi. Cô nương, cô không sao chứ? Cô nương, cô tỉnh lại đi. Con ạ, con tỉnh rồi. Đây là đâu vậy? Đây là nhà ta, là Trọng Nhi, là nhị ca của Văn Thúc, đưa gia quyến đến Thung Lăng. Trên đường gặp được con nên đã đưa con về. Hóa ra là Lưu nhị ca. Ta còn tưởng là gặp được Tam ca rồi chứ. Trọng Nhi nói lúc trước con bị ngất, còn cứ luôn miệng gọi Tú Nhi. Tam ca đã từ Uyển Thành về chưa ạ? Vẫn chưa. Ta đi tìm cô ấy. Cô nương, bây giờ cô chưa đi được. Bây giờ sức khỏe của cô rất yếu, vẫn còn phải nghỉ ngơi cho khỏe. Thế này đi, đợi sau khi cô khỏe lại rồi, cô muốn về nhà cũng được, ở lại đây đợi cũng được, tùy cô. Có điều bây giờ là chưa đi được. Đa tạ phu nhân. Ngốc ạ, đều là người một nhà, sao lại phải nói những lời khách sáo như thế? Đến rồi, cháo nóng đến rồi. Đại ca, bảo con đi lấy bát cháo mà con đi suốt cả nửa ngày trời, gì mà chậm chạp thế? Mẹ à, quân tử tránh xa nhà bếp, nếu không phải là vì ông huynh đệ con sẽ không làm việc này đâu.
Âm Quân Đệ, cái này là đại ca chính tay làm đấy, mau uống ngay đi cho nóng. Đa tạ đại ca. Nhưng bây giờ ta nuốt không trôi. Nuốt không trôi cũng phải uống, để đã hôn mê suốt 2 ngày rồi không ăn chút gì, làm gì thân thể khỏe lại được. Phải đấy, mau uống đi cho nóng. Ngon quá. Tất nhiên rồi, trong này có táo đỏ, còn có long nhãn, bổ khí dưỡng huyết lắm đấy, nghe nói tốt cho nữ giới lắm đó. Đại ca, Quynh vẫn coi ta là âm kích. Quynh không trách ta à? Tại sao ta phải trách đệ? Anh hùng không hỏi xuất thân, hà tất phải quan tâm là nam hay nữ. Âm Quynh đệ trong lòng ta, đệ mãi mãi là âm kích, là Quynh đệ tốt đại ca, đối đãi chân thành, sống chết có nhau. Cảm ơn đại ca. Đại ca, cho dù có phải vác thương dắt ngựa cho Quynh, ta cũng phải ở bên Quynh đệ, thề chết không thôi. Con à, đừng nói những lời như thế. Con là một người con gái yếu ớt, trong thời loạn như thế này có thể sinh tồn đã là không dễ, hà tất phải đi theo bọn chúng chém chém giết giết cơ chứ. Đánh được giết được vẫn còn tốt hơn là làm một người vô dụng. Phu nhân, ta biết phu nhân thương xót ta, nhưng ta không muốn nhìn thấy bất cứ một người thân nào phải chết oan uổng, không muốn nhìn thấy thảm cảnh xác chết khắp nơi, mạng như cỏ rác. Mà giờ đây binh lửa ngút trời, nơi nơi chống mãn dù sức của mình có nhỏ đến mấy, ta cũng phải dốc hết sức lực làm đống lửa thiêu rụi tân mãn. Nói hay lắm, chúng ta hãy làm ngọn lửa lớn nhất, biến tân mãn và triều đình đáng chết đó thành tro bụi. Tắc ca, Quynh nói xem, âm đệ về rồi sau này nên đối mặt với cô ấy như thế nào? Trước kia thế nào thì bây giờ vẫn thế. Đại ca đã dặn rồi còn gì, cứ coi âm kích như huynh đệ. Nhưng dù sao cô ấy cũng là nữ tử. Nữ tử thì đã sao? Nhớ năm xưa, thê tử của Thương Thang phụ hảo chẳng phải cũng đã thay chồng thảo phạt kiệt chinh chiến xa trường đó sao, có đúng không? Giả lại chẳng phải là Tam ca cũng đã nói lấy vợ phải được như âm lệ qua đúng không? Cô ấy sau này sẽ là tam tẩu của chúng ta đấy, khách sáo với cô ấy vào. Nói ra âm huynh đệ này cũng chẳng giống với nữ nhi chút nào, thân thủ tốt, gan dạ, còn nghĩa khí, biết rõ Quyển Thành là nơi long đàm hổ huyệt, mà vẫn không tiếc thân mình đi báo tin cho Tam ca. Hơn cái tên Lý Vật đó bao nhiêu, còn không phải sao? Lý gia gặp nạn, cái tên Lý Vật đó lại tham sống sợ chết, chí thân. Đủ rồi, Lý gia đã thảm lắm rồi, đừng có nói lung tung nữa. Chúng ta đâu có nói lung tung. Trước kia cậy là gia tộc Lý gia lớn, cái mặt tự cao tự đại, tối ngày tối ra coi thường các huynh đệ. Bây giờ cái tên Lý Vật này chỉ là con rùa rút đầu. Thôi thôi, Lý Vật chỉ là cái loại công tử nhà giàu chỉ được cái mã, so đo với hắn mà làm gì? Lý gia mất rồi, đường huynh lại tung tích chưa hay. Nếu ta không có chỗ dựa thì làm sao mà lập tức được ở Lưu gia? Quý văn huynh, huynh làm gì thế? Mặc kệ ta. Huynh là khách, mấy việc tay chân này sao có thể để cho huynh làm được chứ? Huynh mau bỏ xuống đi, mặc kệ ta. Có phải mùi cũng giống như họ, cảm thấy ta nhát gan vô dụng? Không đâu. Lý gia mất rồi, người thân của ta đều mất rồi, ta ở đây cũng chẳng làm được gì hết. Ta đúng là vô dụng. Lẽ ra ta nên ở Nguyễn Thành cùng sống chết với bọn họ, không nên đến đây sống lây sống lất để người khác cười nhạo ta, xem thường ta. Quý văn huynh, chuyện nhà của huynh mọi người đều rất buồn. Huynh đừng có nản chí, mạnh mẽ lên. Huynh sống thì Lý gia mới còn hy vọng. Huynh sống thì mới có thể trả thù cho người thân của huynh. Lời của người khác huynh đừng có để trong lòng. Sau này nếu còn có ai nói gì với huynh thì huynh hãy nói cho ta biết, ta đi nói với đại ca ta. Bá cơ, muội là người con gái tốt nhất ta từng gặp. 最好的女子
Làm gì có người con gái tốt nhất nào, ta chỉ là một con nha đầu hoang dại, biết làm một chút việc chân tay thôi. Trong mắt ta, bá cơ muội hiền lành lương thiện tốt hơn âm kích cô nương ngang ngược vô lý đó rất nhiều lần, gấp trăm lần. Cũng chỉ có huynh là nói như thế thôi. Nào, để ta giúp muội. Sau này những việc này đều để cho ta làm. Vốn ta ở nhà muội, ở trong lòng ta đã thấy bất an lắm rồi. Giúp mọi người làm một chút việc, trong lòng ta sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào. Cảm ơn quý văn huynh. Đi thôi. Phải rồi, nghe nói văn thúc huynh vẫn đang ở Uyển Thành, còn để lại ngựa của mình cho âm kích. Không có ngựa, làm sao mà huynh ấy về đây? Đúng là một mối họa. Tam ca vẫn còn bảo vệ cô ta khắp mọi nơi. Ta thấy bá thân huynh rất bảo vệ cho cô ta, ngày nào cũng nấu canh đun thuốc gì gì đó cho cô ta. Còn gì nữa? Không có gì, chỉ là nghe thấy một vài lời bàn tán, nói rằng sau khi cô ta trở về, ngày nào cũng ở bên cạnh đại ca của muội, cứ mập mờ không rõ ràng gì gì đó. Có lẽ là do mọi người ăn nói linh tinh thôi, đừng để trong lòng. Đại ca, tam ca đã mấy ngày không có tin tức gì rồi. Hay là ta đến Nguyễn Thành để tìm cô nấy nhé. Muội đi, như vậy đâu có được đâu. Đừng quên vết thương ở trên chân của muội vẫn chưa lành hơn nữa. Nguyễn Thành lại nguy hiểm như vậy, không đi được đâu. Yên tâm đi, ta hiểu tam đệ. Để ấy vẫn luôn cảnh giác hơn, chắc chắn là có thể thoát thân thuận lợi. Không được, ta vẫn phải đi. Sao rồi, không sao chứ? Không sao, vừa nãy ta đã nói rồi, lại cứng đầu. Bá cơ, cô hại xong tam ca của ta, bây giờ lại muốn hại ai đây? Bá cơ, mùi đang nói linh tinh gì vậy? Đại ca, huynh không nhìn ra sao? Cô ta cố ý ra vẻ đáng thương trước mặt huynh, tỏ vẻ dường như là rất quan tâm đến tam ca, nhưng lại để một mình tam ca ở Uyển Thành. Còn cưỡi ngựa duy nhất của huynh ấy đi, cô bảo tam ca phải thoát thân như thế nào đây? Bá cơ, chuyện này là do ta không tốt. Xin lỗi. Cô đâu có chỉ không tốt, cô đúng là giả tạo ác độc. Uổng công tam ca ta tình cảm sâu đậm với cô, mà cô lại không để ca ấy ở trong lòng. Rõ ràng cô biết đại ca sẽ không để cho cô tìm ra tam ca, mà cô vẫn còn ở đó để giả vờ đáng thương để làm gì? Bá cơ, rốt cuộc thì muội muốn nói cái gì? Chuyện này không hề có liên quan gì đến năm kích hết. Đi đi, đi về phòng của mình đi. Đại ca, Quynh bị cô ta lừa còn chưa đủ sao? Nếu như không phải vì cô ta thì Sa Đăng Vũ lại một đi không trở lại. Nếu như không phải vì cô ta thì sao tam ca lại ở lại Quyển Thành chứ? Bây giờ cô ta còn muốn câu dẫn Quynh nữa. Cô đúng là một con hồ ly tinh. Đại ca, trước giờ Quynh chưa bao giờ đánh muội, bây giờ lại vì một người ngoài mà đánh muội. Ta phải đánh muội là bởi vì phải đánh cho muội tỉnh. Bá cơ, âm kích cô ấy không phải là người ngoài. Cô ấy từ bỏ phú quý, cùng ta đi chinh chiến nơi xa trường, cùng ta xông pha thiên hạ. Cô ấy chính là huynh đệ tốt của ta, như tay chân của ta. Cho dù muội là muội muội ruột của ta, cũng không được sỉ nhục cô ấy, hạ thấp cô ấy như vậy. Bá cơ à, bá cơ, muội đừng quên, muội là con gái của Lưu gia chúng ta, thì nên có khí phách và tinh thần của Lưu gia. Sau này những lời nói như vậy đừng nói nữa. Những lời nói này của muội không những sỉ nhục âm kích, mà còn sỉ nhục đại ca. Quan trọng hơn nữa là nó cũng sỉ nhục chính bản thân của muội. Bá cơ, đại ca,
Đại ca, ta lại rước thêm phiền phức cho Quynh rồi. Muội đâu có gây thêm phiền phức cho ta. Điều trách là muội muội này của ta bình thường không quản giáo cho kỹ. Âm Kích, nếu như ta đã là đại ca của muội thì ta nên ra dáng đại ca một chút. Cho dù là muội muội phạm lỗi sai thì vẫn phải giáo huấn. Nếu như có một ngày các huynh đệ phạm lỗi sai, ta cũng sẽ làm như vậy. Tam ca, huynh nhất định phải sống sót. Tam ca. Tam ca. Lệ Hoa, huynh trở về rồi. Huynh không sao, thật là tốt quá. Không sao, ta trở về rồi. Tam ca, biểu tỷ không còn nữa, đều là do ta không tốt. Ta không chăm sóc tốt cho tỷ ấy, không đưa được tỷ ấy về nơi an toàn. Đều là lỗi của ta, do ta quá cứng đầu. Nếu như ta nghe theo Quynh, có lẽ là biểu tỷ đã không chết. Được rồi, đây không phải là lỗi của nàng. Trời đất không nhân từ, là ông trời không có mắt, không tránh được họa. Đúng vậy. Nếu như không phải là do lũ cướp nước lật đổ thiên hạ, có lẽ là cha mẹ ta và biểu tỷ đều không chết. Nàng nhớ ra rồi. Trong quá khứ ta vẫn luôn quán trách đại ca và Quynh cứ luôn giấu sự thật với ta. Sau đó ta mới biết sự đau khổ khi nhìn người thân của mình đi mà lại không thể ra tay cứu, thật sự còn khó chịu hơn là giết chính ta. Ta biết mọi người không muốn ta sống trong thù hận, cho nên mới giấu ta. Những chuyện trong quá khứ, nếu đã không thể cứu vãn được nữa thì hãy cứ để cho nó qua đi. Trước mắt chúng ta nên làm hết khả năng để bảo vệ những người còn sống. Ta nhất định phải dùng thanh kiếm trong tay của mình để đẩy lùi lũ cướp nước, bảo vệ những người mà ta phải bảo vệ.